sau thất bại trong cuộc chiến thăng hạng ở mùa giải 2020-2021 khi phải dừng bước ở trận bán kết playoff mùa này, người hâm mộ của Bournemouth đã tiếp tục kỳ vọng vào kết quả tốt hơn cho đội nhà. Tuy nhiên, chứng kiến đội chủ sân Dincott chuẩn bị cho mùa giải mới, e rằng nhiều người sẽ phải thất vọng. Về mặt nhân sự, không những không ký được cái tên nào đáng giá nào mà ngược lại họ còn chia tay một loạt những cầu thủ chất lượng, đó là Diogo Rick, Ofobot hay Bekovic. Cùng với đó là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, khi huấn luyện viên Parker được lựa chọn thay thế cho huấn luyện viên Jonathan Udogie, điều đang tạo ra những nghi ngờ rất lớn. Cần biết rằng vị chiến lược gia 40 tuổi này vừa thất bại trong cuộc trụ hạng với Fulham. Bên cạnh đó thì Bournemouth cũng mới là câu lạc bộ thứ hai mà ông dẫn dắt trong sự nghiệp, vậy nên chẳng mấy ai dám trông đợi gì nhiều. Và kết quả nghèo nàn ở loạt giao hữu trước mùa khi thua 2 và chỉ thắng 1 càng làm nỗi thất vọng cho đội chủ sân Dincott tăng lên. Điểm sáng lớn nhất mà Bournemouth có được cho đến lúc này là chiến thắng tới 5-0 trước MK Dons ở vòng loại Cúp Liên đoàn Anh. Thế nhưng trước đối thủ quá yếu như vậy cũng khó đánh giá được gì nhiều. Trong khi ở vòng đấu mở màn tới đây, West Brom mà thầy trò huấn luyện viên Scott Parker phải chạm trán là khó nhằn hơn nhiều. Cần biết rằng đây là đội bóng mùa trước vẫn còn chinh chiến ở Premier League, mặc dù cũng mất một số vị trí, nhưng về cơ bản lực lượng của họ vẫn ổn định và được đánh giá cao hơn so với Bournemouth. Bên cạnh đó cũng là một người mới trên băng ghế chỉ đạo, thế nhưng huấn luyện viên Ismael lại cho thấy sự hòa nhập rất tốt khi giúp West Brom thắng tới 3 và hòa 1 ở 4 trận giao hữu trước mùa. Với những yếu tố như vậy, rõ ràng khó khăn đang chờ đón Bournemouth ở trận đấu tới đây. Tuy nhiên, vấn đề là trong điều kiện như vậy nhưng họ vẫn được xếp trên với kèo chấp 1/4. Mặc dù không có gì ấn tượng nhưng trong điều kiện bất lợi như hiện tại mà vẫn chấp như vậy là rất tích cực. Vì thế đó vẫn được xem như cái tên đáng trông đợi. Trên phương diện bàn thắng, nhà cái chỉ đưa ra mức kèo 2/1/4 cho trận đấu. Mặc dù điểm ăn đang giữ khá đẹp cho cửa xỉu, thế nhưng đó rõ ràng không phải là mức kèo đem đến hy vọng cho một kịch bản tương bừng. Thực tế thì vốn dĩ những cuộc đụng độ trước đây của hai đội bóng này cũng thường xuất hiện ít các pha lập công. Vậy nên với những diễn biến như vậy, mốc dưới được lựa chọn an toàn hơn.